Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Này là vào buổi sáng ngày 29 tháng 7 năm 2024 chuẩn bị sang tháng 8 rồi. Rồi đi Nha Trang hôm nay cũng khá là đẹp, nắng đó mày. Hôm qua thì trời có mưa, giải nhiệt rất là mát luôn. Sau cơn mưa thì trời cũng có nắng trở lại rồi. Nếu thời tiết mà hầm quá thì có thể chiều nay sẽ mưa tiếp á. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang vào buổi sáng cũng như cập nhật cuộc sống, tình hình thời tiết ngày hôm nay 29 tháng 7 2024. Tháng 7 này là có 31 ngày, còn 2 ngày nữa là hết tháng 7 rồi. Em đang đi trên con đường Trần Quý Cáp. Đây là một trong những con đường chuyên kinh doanh buôn bán. Các cái cửa hàng bán ống đồng rồi, ống đồng cho máy lạnh rồi, rồi sắt thép, rồi làm kính, rồi đồ điện, đa dạng lắm con đường này. Hướng này quý vị đi thẳng là sẽ xuống chợ Đầm á. Còn rẽ bên tay phải là hướng qua con đường Quang Trung, hướng xuống trung tâm của thành phố, xuống khu vực vòng xoay ngã bảy. Còn rẽ bên tay trái là sẽ đi qua đường 2/4 hướng đi ra đèo Lù Rì, ra khu phía bắc của Nha Trang. Bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn rẽ trái ra đường 2/4 nhé. Xe đông quá vậy. Con đường 2/4 này lúc trước nó cũng là con đường quốc lộ, thì bây giờ nó thuộc quốc lộ 1C. Đây là con đường cửa ngõ phía bắc của thành phố Nha Trang đi vào, nên là xe, cái lượng xe lúc nào cũng rất là đông. Ngay chỗ này là ngã ba của đường Lý Quốc Sư với đường 2/4 ngày nay. Con đường Lý Quốc Sư lúc trước đó là con đường Miếu Bà vậy đó. Ngay chỗ này là đường Miếu Bà nè, thì cũng là cái hướng rẽ xuống chợ Đầm. Và ngay chỗ này lúc trước là có ngôi trường của người Hoa, đó là ngôi trường Khải Minh. Thì bây giờ là nó thành ngôi trường trung học cơ sở Trung Vương. Thì ngôi trường này được xây mới hoàn toàn hết rồi. Có chiếc xe du lịch này không qua đường được luôn quý vị. Nó tại vì ngay chỗ ngã ba này nó hẹp quá cho nên là qua đường khó lắm. Xe nó lớn quá đó. Ôm cua chỗ này là xe nhiều quá luôn á, không có ôm cua được. Thấy ô tô là nối đuôi hàng dài luôn á. Ngày nay ô tô cũng rất là thông dụng rồi, rất là nhiều. Cho nên là mấy cái tuyến đường chính này thường hay bị kẹt xe lắm. Các cái đoạn ngã ba, ngã tư này. Ngày vị trí này là cái công viên ngay góc của đường Sinh Trung với 2/4. Con đường này hai bên là bán một số cái cửa hàng chuyên bán phụ tùng ô tô, xe máy. Trước màn hình vì là ngã ba giữa đường Sóng Cồn với con đường 2/4 ngày nay nè. Cái góc này là con đường Sóng Cồn bên tay phải, và đồng thời phía trước là cái cầu Hà Ra. Này có một cái học viện hớt tóc rất lớn, 1098 đường 2/4, học viện tóc phong này, phun xăm thẩm mỹ, nối mi rồi neo nữa, lớn ghê luôn. Ở phía trước là cầu Hà Ra, hướng của sông Cái đổ ra biển. Để bên tay phải là vì đi qua đường Sóng Cồn, kết nối qua con đường Trần Phú.
chiếc xe du lịch này, resort 5 sao, xe 49-50 chỗ không mày, chở mấy cái đoàn khách lớn không? Đang mùa hè, mùa du lịch. Cầu giữa cầu Hà Ra với cầu Sông Bóng cũng rất là gần với nhau. Đi một đoạn nữa là qua cầu Sông Bóng. Còn đây là gần với nhà thờ Ngọc Thanh. Đi ngang qua đây là hai cái cồn, đó là cái cồn Nhất Trí với cái cồn khu vực sống cồn Nhất Trí với cái cồn Dê. Và một cái cồn nữa là bây giờ là thành cái resort đó thì đó là resort Champa Island này, bên tay trái này. Khi mà con sông Cái nó đổ từ thượng nguồn xuống á, nó tới vị trí của cồn Dê này, gọi là cồn Ngọc Thảo á. Nó sẽ rẽ làm hai nhánh, một nhánh đi qua cái cầu Hà Ra lúc nãy và một nhánh nó sẽ đi qua cái cầu Sông Bóng này phía trước mặt quý vị. Sau đó nó hợp nhau đổ ra ngay chân cầu Thạnh Phú, ngay cửa lớn gọi là cửa đại của Hưng ra biển. Ngay cửa đại của Hưng lúc trước gọi là khu vực của sông cồn. Đây là cái cầu Sông Bóng ngày nay. Cái cầu này thì cũng là cái cầu mới hoàn toàn, cầu cũ đập bỏ hết và xây dựng đây là cái cầu mới luôn. Cái cầu này hình như nó có chiều dài khoảng 330m đó mày. Rộng của nó là 19m. Có hành lang đi bộ, rồi có các cái vọng gác ra ngoài nữa. Ở qua bên kia cầu là khu vực của Champa, tháp bà Monaga, khu di tích của người Chăm. Và hiện tại thì nó là cũng là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng và rất là đông khách, đa số là khách quốc tế, vì khách Hàn Quốc, Trung Quốc là bây giờ họ đi khu tháp bà Monaga đông lắm, đó. Du khách là nhộn nhịp. Qua đoạn này đường có vẻ nó cũng hơi hẹp á. Thì xe biển số 72 Vũng Tàu này, 51 Sài Gòn này. Đoạn này vì để bên tay phải là hướng đi vào chợ Bầu Vĩnh Thọ nè, bên con đường chữ Đồng Tử. Cái chợ này thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà buôn bán cũng đầy đủ. Kính thưa cô chú chị bạn, hôm qua cũng có một cái tin báo đưa là có một trận động đất đó vị, ở khu vực của Công Tâm. Nghĩa là tâm của chấn động là nằm ở Công Tâm. Và các cái khu vực cũng bị ảnh hưởng như là Gia Lai nè, Gia Lai, Đắk Lắk nè, rồi Bình Định, rồi Quảng Ngãi nè, rồi Huế, Đà Nẵng rồi cũng bị luôn quý vị, cũng bị chấn động luôn. Nói chung là các cái khu vực xung quanh đó là cảm nhận được sự rung lắc. Còn ở khu vực trung tâm chấn động ở động đất ở Công Tâm á, là có những nơi là nhà dân là bị nứt tường luôn á, đồ đạc rồi là để ở trên kệ đồ á là nó rớt xuống luôn quý vị. Còn một số nơi khác thì lân cận thì cảm nhận được sự rung lắc. Có những nơi như ở Đắk Lắk thì có những nơi thì cảm nhận được sự rung lắc khoảng mấy chục giây á.
thường thì khi mà động đất nó sẽ xảy ra sóng thần theo trung tâm dự báo thì khi mà động đất là có thể ảnh hưởng xảy ra sóng thần đó, những khu vực vùng biển rồi. Của con đường 2 tháng 4 khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang ngày nay. Đoạn này là đường Cao Văn Bé này, giao 24 bên tay phải là cái công viên Hòn Trồng, cũng như là phía trước là ngã ba đường Hòn Trồng ở đường 24. Để bên tay phải là đi qua đường Hòn Trồng, quý vị có thể xuống khu vực của biển Hòn Trồng á. Xuống biển Hòn Trồng cũng như là khu con đường Phạm Văn Đồng và khu Mường Thanh Biển Kiều. Đường 2 tháng 4 này thì chủ yếu là buôn bán kinh doanh, ở du lịch thì nó cũng ít lắm, các shop quần áo này, các shop điện tử, thế giới di động rồi. Chỗ này có cái phòng tập gym phải không? Olympic khá là lớn luôn. Đây là ngã ba đường Đặng Tất và 2 tháng 4. Đi thẳng nữa là ra đèo Rù Rì. Đèo Rù Rì là một trong những con đèo rất là hiểm trở lúc trước của Nha Trang. Nó là một cái đồi núi cao và hai bên là lên núi và xuống núi. Một trong những con đèo mà gọi là nhiều người cũng gọi là con đèo chết chóc, con đèo ma. Một con đèo là với bao nỗi sợ hãi đối với các tài xế. Lúc trước mà khi từ phía bắc đi vào Nha Trang là phải đều chỉ có một đường duy nhất độc đạo, đó là phải qua con đèo Rì để mà vào Nha Trang. Và ra khỏi Nha Trang theo hướng này là cũng là phải đi qua cái con đèo đó. Thì ngày nay là phát triển rồi, bây giờ là hai bên của con đèo đó là sẽ làm hai nhánh, là một con đường quốc lộ mới, cải lộ tuyến mới, và một nhánh là con đường 2 tháng 4 đó. Và bây giờ con đèo Rù Rì cũ hồi xưa thì không có còn dùng nữa vậy, giờ không có lưu thông nữa. Đây, chỗ này là khu vực gần với chợ Vĩnh Hải nè. Bên tay trái vì là đi qua con đường Nguyễn Khuyến, hướng đi vào khu tắm bùn, tắm khoáng nóng Ai Resort. Ngôi chợ Vĩnh Hải là một trong ngôi chợ cũng khá là rộng, khá là lớn ở khu vực nằm ở khu vực phía bắc của Nha Trang ngày nay. Đó, đi theo hướng này vì thấy nhìn từ xa là thấy được cái ngọn đèo ha, thấy được ngọn đèo Rù Rì đó. Góc này là Mai Xuân Thưởng nè, bên tay phải vậy. Con đường Mai Xuân Thưởng trước đó là đường Cách Mạng. Các cái con đường kết nối từ 2 tháng 4 này là đều đi xuống biển hết, xuống giao lại với đường biển Phạm Văn Đồng ngày nay. Rồi, đi thẳng theo hướng này quý vị cũng thể ra khu vực của bến xe phía bắc của Nha Trang. Chạy dọc đây là cái làng trẻ em này. Làng trẻ em Nha Trang SOS 229 đường 2 tháng 4 thuộc Vĩnh Hải. Ở đây có mấy người họ đem thuốc nốt ra bán luôn rồi. Bên tay phải vậy là thuộc phường Vĩnh Hòa, còn bên tay trái là thuộc phường Vĩnh Hải. Cửa hàng xăng dầu số 20 nè.
phía trước màn hình này là con đường Điện Biên Phủ giao với 24 nè. Ngay vị trí này là bến xe phía Bắc của Nha Trang ngày nay. Ngay bến xe là có cái xăng. Bến xe phía Bắc này thì nó cũng nhỏ thôi, nó không có rộng lắm. Còn bến xe phía Nam thì nó rộng hơn. Bây giờ bến xe phía Nam mới nó là bến xe liên tỉnh rồi. Ở bên đây là chủ yếu là xe Phương Trang. Ở phía trước là hãng xe Phương Trang gửi hàng rồi. Đây có các xe Tuấn Hiệp này, đi Cà Mau Nha Trang này, 1900 6491. Xe Phương Anh đi Sài Gòn Bù Đốp. Đây, ngay dọc bên này là còn là xe Phương Trang đi bến xe miền Đông mới với bến xe phía Nam Nha Trang. Từ phía Bắc này họ đi qua phía Nam. Bên kia là Nha Trang, Ninh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, còn Tây Ninh nữa, Thái Lai 0914122300. Rồi đi Hải Phòng rồi Quảng Ninh rồi luôn nè. Xe Đức Thuận nè, xe Hải Đức Thuận, Đức Luận, Hải Đăng nè. 0981900976. Xe đâu anh? Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định rồi. Xe đi ra ngoài Bắc luôn rồi. Còn có Tam Quan Quy Nhơn nữa nè. 77 kìa. Vô dạo bến xe mà nhiều người hỏi thăm quá. Đây, khu vực ngay chỗ này là một cái gọi là cái tại nghĩa mộ viên này. Này hình như là gọi là cái nghĩa trang của người Ho lúc trước rồi. Khu vực ngã ba Đại Hàng này. Để bên tay trái là quý vị sẽ đi qua kết nối lại với đường con đường cải lộ tiến mới, hướng đi qua con đường Nguyễn Xiển. Nãy mặt còn dài không? Sắp tới rồi đó, nhìn phía bên đây nè, Hồng Ngọc, nhà xe Hồng Ngọc. Ở phía trước là nhìn thấy con đèo Bù Rì đó mày. Đi thẳng nữa là quý vị sẽ ra tới trạm đăng kiểm. AB đổi mới sáng tạo. Núi Tiên nằm bên phải, nằm trên dãy núi Hòn Khô. Đây là khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Chỗ này là cái nhà máy Z753. Còn bên này là có một số nhà dân họ ở trên đồi núi luôn, sát đồi núi.
phía trước mình quý vị là cái đèo Rù Rì nè. Bây giờ em mời quý vị cùng đi lên cái đèo đó thử nha. Còn đây là gần với cái nghĩa trang. Lên nó nằm mé bên kia rồi. Ồ, phải đi quằn lại quá. Có đường đi quằn lại. Ờ, có đường đi quằn qua nè. Khu dân cư Rù Rì, phường Vĩnh Hải. Đi lên nữa có ngõ quay đầu không ta? Rù Rì có nghĩa là xe chạy lên Rù Rì Rì từ từ. Đây là khu dân cư Hòn Phú Residence nè. Nằm sát bên mé núi của dãy núi Hòn Khô, phía lưng là dãy núi Hòn Khô. Đây, cái hướng đi lên đèo là nằm mé bên kia. Nằm mé bên kia đường rồi. Giờ phải kiếm cái đường quay đầu lại rồi chứ. Ngay chỗ đây có ngõ quay đầu không vậy? Wow, đi rồi không có ngõ quay đầu rồi. Đúng vậy là phải đi ngược, lúc nãy phải đi ngược một đoạn, giờ phải chạy tiếp lên đầu kia rồi quay đầu lại. Lúc trước là con đường này là không có rồi, mình phải đi qua đèo rồi hết, qua bên cái núi bên tay phải đó. Sau này người ta mới xẻ đá ở khu vực đây, bắt đầu mới cho con đường 24 chạy thẳng hướng này luôn. Hướng này đi Ninh Hòa cũng là hướng đi ra Bắc nè. Còn mé bên kia của núi Rù Rì, của đèo Rù Rì là con đường cải lộ tuyến mới, con đường quốc lộ mới ngày nay, đi qua Vĩnh Phương cũng như là Diên Phú của Diên Khánh. Thì dọc đoạn này bên tay trái vì đó là cái khu trung tâm đào tạo sát hạch lái xe của Thăng Long. Lúc trước đây là núi không quý vị, núi đá không, họ xẻ đá hết nè, xẻ đá rồi mà tạo thành con đường 24 này, con đường cửa ngõ phía Bắc này. Xuống dốc rất là đẹp luôn ha. Đó, phía trước là cây cầu vượt Rù Rì quý vị. Đi qua phía bên kia rồi đi quằn xuống luôn rồi, khỏi đi quằn lại đường này. Bây giờ mình sẽ, bây giờ em sẽ đi qua bên phía bên kia. Đi qua con đường cải lộ tuyến mới rồi có cái ngõ cũng lên đèo Rù Rì, là cái hướng mà từ lúc trước từ phía Bắc đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang rồi. Hướng này vì đi thẳng tiếp nữa thì sẽ đi Ninh Hòa, đi ra phía Bắc. Lên đèo Rù Rì mới nè. Này cầu Rù Rì này, phía dưới là cái đường ray xe lửa đi ngang qua. Còn phía trên là cây cầu vượt là mới sau này, còn cái cầu này vẫn là cây cầu cũ hồi xưa. Đây là đèo Rù Rì mới, dài 2 cây số.
ở bên tay trái vì là con đèo vì cũ nè. Ở lúc trước mà từ cửa ngõ phía Bắc đi vào thành phố Nha Trang là phải đi lên phía bên tay trái đó. Đó, ngay chỗ này nè. Cửa ngõ phía Bắc của Nha Trang đi vào là phải rẽ qua bên tay trái vậy, đó là cái hướng con đường đi lên đèo người cũ nè. Đó, bây giờ sau này người ta không đi lên đèo đó nữa, người ta sẽ mé núi mé bên này để tạo thành con đường mới, con đường cải tạo tiến mới, hướng đi qua xã Bình Phương và xã Diên Phú của Diên Khánh. Đây là đồng thời là cũng là cái đèo gọi là đèo Rùi mới luôn. Bây giờ em sẽ mời quý vị đi qua bên đèo Rùi cũ nha, là đi lên để quằn lại, là hướng đi vào trung tâm của quằn về lại trung tâm của Nha Trang á. Ở một ngôi nhà nằm trên vách núi. Bây giờ là hướng này, hướng đi ra lại Bắc nè, hướng đi ra lại Ninh Hòa. Có đoạn này núi cũng đá không có vậy đâu, là sẽ núi ở đây tạo thành con đường cải tạo tiến mới đó. Bây giờ là con đèo rồi, bây giờ là nằm chính giữa, hai bên là hai con đường cải tạo tiến mới và con đường 24. Dùng máy móc nổ mìn. Đó, nổ mìn đây, qua đây là con đường đèo Rùi cũ lúc trước. Con đường cái đèo này thì nó là dạng như một con núi vậy, hai đầu là nó sẽ là hai cái dốc, còn chính giữa là ngay cái đỉnh núi là đỉnh đèo. Đây là cái đầu phía bên phía Bắc, còn bên kia là đầu phía Nam, hướng đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang. Con đường cũ này thì bây giờ nó cũng nó là cũng là đường nhựa, nhưng mà nó cũng bong tróc hết rồi, nó cũng hư hỏng gồ ghề hết rồi, chỉ dành cho dân địa phương ở đây họ lên đây họ đi con đường này thôi. Ở đây có cái khu vực chế biến cái gì nè, còn là vỏ ốc vỏ sò không à, vỏ ốc vỏ sò quá trời luôn. Đây là những hình ảnh của đèo Rùi cũ. Con đường đèo được mệnh danh là con đường ma ám, con đường chết chóc, con đường đèo mà gây bao nỗi kinh hoàng dành cho các tài xế. Ở chỗ đây có thờ mấy cái mộ em bé sao, mộ nhỏ nhỏ. Để em đi vòng xuống em quay lại cái chỗ ngay khúc cua này để mình xem. Đó, phía bên đây là cái vực này, vực sâu này. Cái vực sâu này dốc cũng rất là cao luôn nha quý vị. Đó, mấy cái vực cao kinh khủng luôn. Ui giàu, nguy hiểm quá. Đó, con đèo này cũng đúng là quá là nguy hiểm lúc đó thời đó bị. Đây là hướng đi ra Bắc nè, trở lại nè. Đây là cái vực sâu của nó này quý vị, thấy không? Đó, phía dưới là cái thung lũng có nhà dân đồ ở này. Ở phía từ xa kia là cây cầu Rùi mới, cây cầu vượt mới, cũng như là con đường quốc lộ mới luôn.
đứng ngay vị trí này, vì thầy thấy được là nó rẽ làm hai nhánh ngay chỗ cái cầu, nó rẽ làm hai nhánh. Nhánh phía tay phải vị đó là cái nhánh đi vào đường 24, bên tay trái là nhánh con đường quốc lộ. Nó chạy dọc đoạn này là có cái đường ray xe lửa này vị, ray xe lửa sẽ chạy ở phía dưới á, chạy song song với đường 24 luôn á. Và qua chỗ kia là cái cầu cầu vượt, phía dưới cái cầu rù rì cũ là đường ray xe lửa lúc trước. Rồi, đây là đầu phía bắc của đèo Rì nha. Đốt rác này. Chỗ này là xuống một cái dốc rất là sâu, rất là cao và con đường nó cũng hẹp nữa. Cho nên là đi qua mấy cái đoạn này cũng khá là nguy hiểm luôn này. Xe khách, xe tải luôn. Mấy đoạn này mà thắng phải tốt nữa. Có thể hồi xưa xe đồ nó chưa có hiện đại như bây giờ, thắng đồ nó không có được an toàn nữa. Đầu lên tới ngay chỗ này là gọi là cái đỉnh đèo này. Bây giờ bắt đầu xuống dốc tiếp vậy. Giờ bắt đầu là xe chạy là đổ xuống dốc, xuống đèo tiếp qua hướng đi về trung tâm. Đầu phía nam này của đèo Rì. Ngay chỗ này là có một cái đường vào ngôi chùa, hay là gọi là ngôi chùa Quan Âm Lộ Thiên. Chùa nằm trên cái đỉnh đồi mé bên kia cũng khá là lớn. Khá là cao chứ. Xuống cái dốc xong rồi lên lại cái đỉnh đồi nữa mình. Ở đứng ở vị đây ngay vị trí này mình thấy được cái chùa Quan Âm Bộ Thiên nè. Đó, một đây là cái nghĩa trang. Xung quanh đây là đồi núi không à. Đó. Ở mé bên kia của ngọn núi là bên kia là khu vực của con đường cải lộ tiến mới bây giờ. Đây là ngôi chùa Quan Âm Lộ Thiên vị. Đó. Có hình Phật Quan Âm ha, đứng phía trước. Lưng tựa núi, mặt nhìn về phía đường của 2 tháng 4, cũng như là nhìn xuống cái khu vực của nghĩa trang. Phía từ xa là ngôi chùa Quan Âm Bộ Thiên này. Hình tượng Phật đứng trên rất là cao, Phật Quan Âm để mà cứu độ chúng sinh. Giờ mời quý vị tiếp tục xuống đèo nha. Bây giờ đi xuống đèo á thì ngược lại nè. Bên tay phải là cái vực thẳm, còn bên tay trái là cái đồi núi. Này có cái mộ này. Để cái lo pháp thoại nữa chứ. Đi ngang qua ớn ớn quá vậy. Đây cái miếu của đèo Rì. Ở ngay chỗ này là cái cua này cũng là rất là gấp luôn. Cua này rất là gấp. Ở đây nhiều cái mộ em bé lắm vậy. Đứng ở khi đi xuống khu vực này vì nhìn ở phía dưới bên tay phải là ở phía dưới là cũng là cái hầm của xe tàu lửa đi qua. Ở đây là một cái bãi khu vực gọi là nghĩa trang rất là lớn luôn. Nghĩa trang nằm phía dưới nè.
bên dãy núi phía bên kia cũng là con đường 2/4, mé bên không phải con đường quốc lộ, vì em xin lỗi, con đường cải lộ tiếng mới á, mé bên đó. Đường này giờ cái đoạn mấy đoạn này nó sạt lở rồi, nó nứt. Nó đi theo hướng này thì sẽ thấy được đường 2/4 nè, ở phía dưới nè. Đây. Khu vực này ở phía dưới là đường 2/4 nè quý vị. Đó. Phía từ xa là đường 2/4, hướng đi về trung tâm của phố Nha Trang, vào đây là cửa ngõ phía Bắc này. Dọc đây là đường ray xe lửa này, cũng như là bên cạnh là Nha Trang. Ở đây là xuống dốc con đèo hướng đi về khu vực trung tâm, vào cửa ngõ phía Bắc. Đây có mấy chỗ gì thờ cúng rồi. Con đường này giờ nó gồ ghê á vậy, nhựa đồ nó bồng, nó phồng lên đó, dột hết. Đó, lúc trước nghe nói thời trước mấy cái chỗ này là mấy cái gọi là mấy cái góc cua là xe hay thường bị lật mấy cái đoạn này lắm. Ngay chỗ này cũng là một cái cua rất là gấp luôn á vậy. Bây giờ thì nhìn thấy nó đỡ này, chứ lúc trước nhìn nó gấp lắm. Dưới là một cái vực thẳm bên tay phải. Bây giờ thì cái đoạn này là người ta chặn đã rồi, chỉ có đi xe máy được thôi, xe lớn không có chạy được đoạn này đâu. Máy bỏ xuống ở đây rất là dốc luôn, nó cao lắm, ra giao lại với đường 2/4 mới. Bây giờ xuống chỗ này phải từ từ, thắng phải tốt nha mày, do nó xuôi dốc nữa, nó đổ ra con đường mới. Trên kia người ta đi xuống dốc nữa, cẩn thận. Đây là con đường mới về lại trung tâm của Nha Trang. Đây đang cắt cây hay gì đó. Trịnh Thắng khám xe gara. Đối diện với cái nghĩa trang này là cái khu Hòn Phú Residence, khu dân cư mới. Đây là cái gọi là cái nghĩa trang Phật giáo rồi. Khi đi vào trung tâm thành phố thì sẽ qua một cái nghĩa trang này. Rồi di chuyển thẳng hướng này là quý vị sẽ đi vào thành phố Nha Trang ngày nay. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chân thành mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.